phòng chống dịch COVID-19 đối với khu dịch vụ, trách nhiệm của ban quản lý và người sử dụng lao động, cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người làm việc có tiếp xúc với khách hàng, bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy, bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, đảm bảo có đủ nước sạch và xà phòng, cung cấp dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn cho người lao động không thể rời vị trí trong ca làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu dịch vụ, phân công và công khai thông tin liên lạc của cán bộ phụ trách phòng chống dịch bệnh COVID-19, thông tin truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tập huấn cho người lao động làm việc, bán hàng về thực hiện khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế. Khi có trường hợp nghi mắc bệnh, cần thực hiện cách ly ngay, thông báo đến đường dây nóng 1900 3228, 1900 9095